Thành phố Hồ Chí Minh có 193 ca mắc COVID-19 tại 9 trên 10 phường ở quận Bình Tân. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, địa bàn quận này có 193 ca mắc COVID-19 tại 9 trên 10 phường tính từ ngày 28 tháng 5 đến nay, và đáng chú ý trong đó có 81 ca liên quan tới chung cư Y-Home 3. Ngày 18 tháng 6, theo báo cáo về tình hình dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, địa bàn quận này đã có 193 ca mắc COVID-19 tại 9 trên 10 phường. Tính từ ngày 28 tháng 5 đến nay, có 784 F1, 3.287 F2. Trong đó, 29 trường hợp F1 của các quận huyện khác lây cho 23 người trong gia đình, 81 trường hợp liên quan chung cư Y-Home 3, quận Bình Tân, 26 công nhân công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, công ty Trung Sơn, và 33 trường hợp do quận tầm soát, khoanh vùng và xét nghiệm phát hiện đã được cách ly tập trung. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, liên quan đến chung cư Y-Home 3 đã được phong tỏa 3 khu vực. Từ ngày 5 tháng 6 đến nay, phát hiện tổng cộng 81 ca bệnh. Tại chung cư Y-Home là 31 ca, khu dân cư Nam Long 44 ca, hẻm 258 Hồ Học Lãm là 6 ca. Và từ ngày 15 đến nay, trên địa bàn quận có chùm ca bệnh tại công ty Trung Sơn, tại khu công nghiệp Tân Tạo với 26 ca bệnh. Việc phát hiện ca bệnh tại đây do khám sàng lọc và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Gia An 115, vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, đối với hai trường hợp là ông LVMT và vợ là THN ở đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Hai người này cùng làm việc tại công ty Trung Sơn, quận phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp Tân Tạo phong tỏa công ty, đưa đi cách ly tập trung 141 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 791 công nhân công ty, phát hiện thêm 24 ca dương tính với COVID-19. Hiện quận đang tiếp tục điều tra, truy vết và khoanh vùng các trường hợp liên quan. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.